chào các em học sinh thân mến Hôm nay thầy rất vui lại được đồng hành cùng các em Trong chương trình ôn tập kiến thức trên truyền hình Bài học trước Thầy cùng các em ôn tập lại chủ đề về nguyên hàm Bài học hôm nay Nối tiếp từ chủ đề đó Về cơ bản chúng ta vẫn sử dụng Các kiến thức cơ bản về bài nguyên hàm Hôm nay thầy giúp các em Ôn tập lại chủ đề về tích phân Và ứng dụng của tích phân Trong hình học Bài học bao gồm 3 phần Phần thứ nhất là tích phân. Phần thứ hai, ứng dụng của tích phân trong hình học. Và phần thứ ba là phần bài tập về nhà. Chúng ta cùng vào phần thứ nhất. Trước hết là định nghĩa của tích phân. Cho F nhỏ x là hàm số liên tục trên đoạn AB. Giả sử F lớn x là một nguyên hàm của F nhỏ x trên đoạn AB. Thì khi đó hiệu số F lớn B trừ F lớn A được gọi là tích phân của Fx từ A đến B hay được gọi là tích phân xác định trên đoạn AB của hàm số F nhỏ x. Và ta ký hiệu là tích phân từ A đến B của F nhỏ x thì bằng F lớn x thế cận từ A đến B. Ký hiệu này được định bởi hiệu số F lớn B trừ F lớn A. Trong định nghĩa này, các em phải chú ý đến một số thuật ngữ. Thứ nhất, F nhỏ x được gọi là hàm số dưới dấu tích phân biểu thức f nhỏ x dx được gọi là biểu thức dưới dấu tích phân. A là cận dưới và B là cận trên. Trong định nghĩa các em thấy để xác định được giá trị tích phân của hàm f nhỏ x đi từ A đến B thì chúng ta phải tìm được một nguyên hàm của nó là nguyên hàm f lớn x. Sau đó, các em thế cận từ A đến B thì ta sẽ tính được giá trị tích phân cần tìm. Qua đây các em phải chú ý đến một số kết quả như sau. Kết quả thứ nhất, tích phân đi từ A đến A của F nhỏ x bằng 0. Kết quả thứ hai, tích phân từ A đến B của F nhỏ x thì bằng trừ tích phân từ B đến A của F nhỏ x. Có nghĩa là khi các em đổi vị trí hai cận cho nhau thì giá trị của tích phân đổi dấu. Kết quả thứ ba, tích phân từ A đến B của Fx cũng bằng tích phân từ A đến B của FT. Điều này có nghĩa giá trị của tích phân chỉ phụ thuộc vào hàm số dưới tích phân hai cận A và B mà không phụ thuộc vào biến số của nó. Về tính chất của tích phân, chúng ta sử dụng 3 tính chất chủ đạo. Thứ nhất, tích phân từ A đến B của KFX thì bằng K lần tích phân từ A đến B của FX với K là hàng số. Tính chất số 2, tích phân của tổng hiệu hai hàm số thì sẽ bằng tổng hiệu của hai tích phân. Tính chất này chúng ta có thể mở rộng thành tích phân của tổng hiệu nhiều hàm số. Tính chất số 3, tích phân từ A đến B của Fx thì bằng tích phân từ A đến C của Fx cộng tích phân từ C đến B của Fx với C thuộc khoảng AB. Tính chất này người ta thường gọi là tính chất chèn cận tích phân. Về các phương pháp tính tích phân, chúng ta thường dùng hai phương pháp chính. Thứ nhất là vấp đổi biến số. Thì trên màn hình thầy đã phân thành hai dạng thường gặp nhất. À, dạng thứ nhất khi các em gặp hai biểu thức ux và u'x dưới dấu tích phân thì ta thường đặt t bằng ux. Dạng số 2 thầy chia làm 3 trường hợp cụ thể. Trường thứ nhất, khi các em gặp biểu thức có dạng căn bậc 2 của a bình trừ x bình thì ta đặt x bằng trị đối của a nhân sin t với t thuật đoạn từ âm p trên 2 đến p trên 2 hoặc kem đặt x bằng trị đối của a nhân cos t với t thuật đoạn từ 0 đến pi. Và trường hợp 2 và trường hợp 3 khi kem gặp hai biểu thức căn bờ 2 của a bình cộng x bình hoặc 1 trên a bình cộng x bình thì ta sẽ đặt x bằng trị đối của a nhân tăng t với t thuộc khoảng từ âm p trên 2 đến p trên 2. Trong phương hợp này, các em chú ý đến đó là khi các em xác định được cách đặt đối với tình thức phân cụ thể thì các em phải chú ý là phải đổi cận tích phân trước khi các em muốn chuyển sang tích phân biến mới. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp tích phân từng phần. Thì ta sử dụng công thức tích phân từ A đến B của UDV thì bằng tích UV thế cận từ A đến B trừ tích phân từ A đến B của VDU. Đối với phương pháp này chúng ta thường gặp các dạng như sau. Dạng thứ nhất đó là khi một hàm số đạo thức kết hợp với một hàm số logarit thì ta đặt u bằng biểu thức logarit đó và dv bằng fx dx. Dạng số 2 đó là khi một hàm số đa thức kết hợp với một trong hai hàm số, hàm số lượng giác hoặc là hàm số mũ thì ta đặt u là bằng fx nghĩa là hàm số đa thức đó và dv là biểu thức còn lại. Trong phương hợp này các em phải chú ý cách đặt u và dv trong từng dạng tích phân cụ thể. Để các em xác định được nhanh cách đặt u và dv thì các em nhớ thầy một câu nói đó là nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ. Đây là câu nói giúp các em xác định được cái thứ tự ưu tiên cho việc lựa chọn u và còn lại đương nhiên sẽ là dv. Trên đây là thầy đã trình bày cho các em một số phần lý thuyết cơ bản của tích phân. Sau đây sẽ là một số ví dụ minh họa. Ví dụ 1, đây là một câu trong đề thi chính thức kỳ thi Trung học thông quốc gia năm 2019 Biết tích phân từ 0 đến 1 của fx bằng 3 Tích phân từ 0 đến 1 của gx bằng âm 4 Khi đó tích phân từ 0 đến 1 của fx cộng gx bằng Phương A âm 7 Phương B 7 Phương C âm 1 và phương D 1 Đọc đề bài chúng ta thấy ngay Đây là câu hỏi Yêu cầu chúng ta phải dụng tính chất của tích phân dễ dàng chúng ta áp dụng tính chất đó là tích phân của tổng hai hàm số thì sẽ chuyển về là à, tổng của hai tích phân cụ thể ta có như sau chúng ta chuyển thành tổng của hai tích phân tích phân từ 0 đến 1 của fx cộng tích phân từ 0 đến 1 của gx à, thay giải thiết bài toán và ta được 3 cộng với âm 4 bằng âm 1 vì khi đó chúng ta dễ dàng chọn kết quả đó là phương án C. Tiếp theo chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Đây là một câu trong đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học thông năm 2020. Xét tích phân từ 0 đến 2 của x nhân em x bình. Nếu đặt u bằng x bình thì tích phân từ 0 đến 2 của x nhân em x bình bằng phương án A 2 nhân tích phân từ 0 đến 2 của em u. Phương án B 2 nhân tích phân từ 0 đến 4 của MU. Phương C, 1 phần 2 nhân tích phân từ 0 đến 2 của MU. Và phương D, 1 phần 2 nhân tích phân từ 0 đến 4 của MU. Phân tích về ví dụ này cho thấy, đề bài hướng chúng ta theo phương pháp đổi biến số của tích phân. Cách đặt thì đã có sẵn trong đề bài. Khi chúng ta đặt U bằng X bình, thì có ngay kết quả DU bằng 2 dx từ đó suy ra XDX bằng 1 phần 2 DU. Đến bước này, các em phải thực hiện thao tác đó là đổi biến số tích phân trước khi các em chuyển sang tích phân biến mới là biến U. Ta thấy rằng khi x bằng 0 thì suy ra U bằng 0 và khi x bằng 2 ta suy ra U bằng 4. Vậy thì tích phân biến U về sau thì sẽ có cận đi từ 0 đến 4. Do đó tích phân đã bài yêu cầu chúng ta chuyển về có dạng như sau. 1 phần 2 Nhân tích phân từ 0 đến 4 của MOU. Vậy thì trong bài này chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án D. Tiếp tục chuyển sang ví dụ số 3. Để bài cầu chúng ta tính tích phân từ 0 đến 2 của X bình. Nhân cơ bằng 2 của X3 cụ 1. Và các em phải lựa chọn đáp án đúng trong bộ phương án. Phương án A, Y bằng 16 phần 9. Phương B, Y bằng âm 16 phần 9. Phương C, Y bằng... 52 phần 9 và phương D y bằng âm 52 phần 9. Phân tích về ví dụ này chúng ta thấy à, để ý đến hai biểu thức. Thứ nhất là x3 cộng 1 và x bình. Ta có đạo hàm của x3 cộng 1 thì bằng 3x bình. Đây là quan hệ giữa hai biểu thức này. Và thì khi đó các em có thể thấy nếu các em coi t bằng x3 cộng 1 thì x bình đóng vai trò là t phẩy. Vậy thì khi đó các em có thể đặt T bằng biểu thức x3 cộng 1. Nhưng để tích phân biến, biến T phía sau đơn giản hơn thì ta có thể đặt luôn là T bằng căn bậc 2 của x3 cộng 1. Đến bước này để tiện cho việc tính vi phân phía sau các em nên bình phương cả hai vế tức là ta có T bình bằng x3 cộng 1. Từ đó suy ra 2 T dt thì bằng 3x bình dx. Suy ra 2 phần 3 TDT bằng x bình dx. Ở bước này, thầy phải xác định được lượng x bình dx đã có trong biểu thức tích phân ban đầu. Về sau, ta sẽ thay x bình dx bởi biểu thức là 2 phần 3 TDT. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bước đó là đổi cận của tích phân. Chúng ta thấy rằng khi x bằng 0, thì ta suy ra ngay t bằng 1. Và khi x bằng 2, thì ta suy ra ngay là T sẽ bằng bằng 3. Do vậy tích phân biến T phía sau sẽ có cận đi từ 1 đến 3. Khi đó ta có Y bằng 2 phần 3 tích phân từ 1 đến 3 của T bình. Ở đây thầy nói kỹ một chút nữa đó là gì? Khi kem chuyển từ biểu từ tích phân biến x sang tích phân biến t thì ta phải đi đến biểu thức căn bậc 2 của x 3 cộng 1 thầy đã thay bởi bởi t. Còn biểu thức x bình dx thì thầy đã thay bởi đó là 2/3 tdt. Do vậy, tích phân y có dạng như thế này. Đến đây các em sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản thì xác định ngay kết quả của y là bằng 2 t 3 trên 9 thế cận từ 1 đến 3 và ta đi được kết quả đó là y bằng 52/9. Do vậy, ở ví dụ này ta chọn đáp án đúng là đáp án C. Chuyển sang ví dụ thứ tư. Xét y bằng tích phân từ 0 đến 1 của dx chia căn bằng 2 của 4 chữ x bình. Nếu đặt x bằng 2 sin t với t thuộc khoảng từ âm pi trên 2 đến pi trên 2 thì khi đó y bằng chúng ta lựa chọn đáp án đúng trong phương án sau đây. Phương án A tích phân từ 0 đến pi 6 dt Phần B, tích phân từ 0 đến pi 6 TDT. dt. Phần C, tích phân từ 0 đến pi 6 dt chia t bình cộng 1. Và phần D, tích phân từ 0 đến pi 3 dt. Ví dụ này tương tự như ví dụ 3 thì đã trình bày, đều thuộc dạng pháp đổi biến số. Nhưng ở đây chúng ta đặt x theo biểu thức biến gì đây? Biến t. Đấy. Thông thường là theo một hàm số lượng giác. Khi chúng ta đặt x bằng 2 sin t thì ta suy ra ngay dx bằng 2 cos t dt. Đến đây chúng ta sẽ chuyển biểu thức căn bậc 2 của 4 chữ x bình về biểu thức biến t. Mình sẽ sử dụng đến cắt đặt đó là x bằng 2 sin t và thay biểu thức này. Ta có căn bậc 2 của 4 chữ x bình thì bằng căn bậc 2 của 4 chữ 4 sin bình t. Bước này thì đã thay x bằng 2 sin t từ cái đặt vào biểu thức này rồi. Tiếp theo lại bằng 2 nhân căn bậc 2 của cốt bình T. Khai bậc khai căn bậc 2 ta được 2 trị đối của cốt T. Nhưng vì T thuộc khoảng từ âm trên 2 đến bên trên 2, do vậy giá trị cốt T là là dương. Khi đó phá dấu trị đối ta được kết quả là 2 cốt T. Tiếp tục chúng ta chuyển sang bước tiếp theo, đó là bước đổi cận tích phân. Chúng ta thấy rằng khi x bằng 0 thì sin t bằng 0. Vậy thì ta lựa chọn giá trị t bằng, bằng 0 thuộc vào khoảng xác định đã cho. Khi x bằng 1 thì sin t bằng 1 phần 2 thì ta chọn giá trị t bằng p 6 thuộc khoảng đề bài đã cho. Vậy thì tích phân y trở thành như sau. y bằng tích phân từ 0 đến p 6 của 2 cốt t dt trên 2 cốt t. Rút gọn ta được tích phân từ 0 đến p 6 DT. Vậy thì ta chọn ngay đáp án đúng là đáp án A. Chúng ta tiếp tục chuyển sang ví dụ số 5. Đề bài yêu cầu như sau. Kết quả của Y bằng tích phân từ 0 đến 1 của hãi cộng 3 nhân với E mũ X được viết dưới dạng Y bằng A nhân E cộng B với AB là hai số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Phương A A trừ B bằng 2 Phương B A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng 28 Phương C A nhân B bằng 3 Và phương D A cộng 2B bằng 1 Phân tích qua ví dụ này chúng ta thấy như sau Biểu thức dấu tích phân là sự kết hợp của hai loại hàm số khác nhau Thứ nhất là một hàm đa thức Thứ hai là một hàm số mũ Vì nhận dạng thế ngay Tích phân này là chúng ta phải dùng phương pháp thi phần từng phần. Theo thứ tự ưu tiên ấy thì các em nhớ cái câu nói đó là nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ. Thì trong hai loại hàm số này thì hàm số đa thức có thứ tự ưu tiên cao hơn. Do vậy nó chính là biểu thức u. Còn lại dv thì chính bằng là e mũ x dx. Thì khi đó chúng ta có cách làm như sau. Đặt u bằng hãy cộng 3 và dv bằng e x dx, từ đó suy ra du bằng 2 dx và v nó chính là một nguyên hàm của hàm số e x. ở đây thể chọn v bằng e mũ x luôn. Sau đó chúng ta sử dụng công thức tích phân thì y bằng 2x cộng 3 nhân e x thế cận từ 0 đến 1 trừ tích phân từ 0 đến 1 của 2 nhân e x và bằng 2x cộng 3 nhân em x thế cận từ 0 đến 1 trừ đi 2 nhân em x thế cận từ 0 đến 1. Tính toán rút gọn ta được kết quả là 3e 1. So sánh biểu thức của y mà đề bài của chúng ta biến đổi đó là y bằng ae cộng b thì suy ra ngay a bằng 3 và b bằng âm 1. Từ đó ta sẽ tính được giá trị a cộng với 2b bằng 1. Vậy thì ví dụ năm này ta chọn đáp án đúng là đáp án D. Chuyển sang ví dụ số 6. Đây là một câu trong đề thi chính thức kỳ thi Trung học quốc gia năm 2019. Cho hàm số fx biết f tại 0 bằng 4 và f x bằng 2 cốt bình x cộng 3 với mỗi x thuộc R. Khi đó, tích phân từ 0 đến pi 4 của fx bằng phương A pi bình cộng 2 trên 8 phương B pi bình cộng 8 pi cộng 2 trên 8 phương C pi bình cộng 6 pi cộng 8 trên 8 và phương D pi bình cộng 8 pi cộng 8 trên 8 phân tích về ví dụ này các em chú ý như sau để tích được tích phân từ 0 đến pi trên 4 của fx thì ta phải tìm được fx là hàm số gì đã Mặt khác từ đề bài lại cho ông ta biểu thức f'(x). Do vậy, ta sẽ tìm f(x) là bằng cách tính nguyên hàm của hàm số f'(x. cụ thể là nguyên hàm của hàm số 2 có bình x cộng thêm 3. Bây giờ ta đi xét nguyên hàm của f'(x thì bằng nguyên hàm của hai có bình x cộng thêm 3. Đây là dạng nguyên hàm của hàm số lượng giác. Để xác định nguyên hàm này, chúng ta phải có thao tác là hạ bậc cái biểu thức của bình x. Thì đây các em chú ý là cô bình x thì bằng 1 cộng cos 2x chia 2. Thay vào và rút gọn ta được kết quả nguyên hàm của 4 cộng cos 2x. Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản chúng ta xác định được 1 phần 2 sin 2x cộng 4x cộng c. Điều này có nghĩa là f nhỏ x bằng 1 phần 2 sin 2x cộng 4x cộng c. Đến đây các em phải tìm được giá trị của C là bằng bao nhiêu. Thế thì khi đó sử dụng giả thiết bài toán đưa ra đó là F tại 0 bằng 4 ta sẽ có như sau. Thay giá trị x bằng 0 vào thức này thì ta được ở vế trái là F0 bằng 4. Thế còn vế phải đây là 1 phần 2 sin 0 thì bằng 0 cộng với 0 bằng C. Điều này có nghĩa là C bằng 4. Từ đó suy ra fx bằng 1 phần 2 sin 2x cộng 4x và cộng thêm 4. Vậy là đến đây chúng ta tìm xong hàm số f nhỏ x rồi. Vì khi đó chỉ việc tính tích phân từ 0 đến phía 4 của nó mà thôi. Cụ thể chúng ta có như sau. Chúng ta xét tích phân từ 0 đến phía 4 của 1 phần 2 sin 2x cộng 4x cộng 4. Ta được âm 1 phần 4 nhân cút 2x cộng 2x bình cộng 4x tất cả thế cận từ 0 đến pi trên 4. Tính toán thu gọn thì được kết quả đó là pi bình cộng 8p cộng 2 tất cả trên 8. Vậy thì, thì ta thấy ngay đáp án đúng trong câu hỏi này đó là đáp án B. Trên đây là 6 ví dụ minh họa về các nội dung kiến thức liên quan tích phân. Đây là 6 ví dụ điển hình trong các đề thi và thường gặp Vậy các em chú ý ôn tập cho cẩn thận nhé. Sau đây chúng ta chuyển sang mục tiếp theo là mục 2 la mã. Ứng dụng của tích phân trong hình học. Chúng ta có hai ứng dụng chủ đạo. Thứ nhất, đó là ứng dụng để tính diện tích của hình phẳng. Các em chú ý trên màn hình, cụ thể là phần đồ thị của hàm số. À, phần được tô vàng là hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y bằng fx, y bằng gx và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b. Thế thì khi đó hình phẳng này có diện tích S xác định bởi công thức tích phân từ a đến b của trị đối fx trừ đi gx. Các em thấy rằng đây là một dạng tích phân mà có chứa biểu thức trị đối. Do vậy thông thường chúng ta phải tìm cách phá giá trị đối này thì khi đó chúng ta thực hiện có bước như sau bước thứ nhất ta đi giải phương trình fx bằng gx để tìm các nghiệm nếu có x1, x2 đến xn thuộc vào khoảng ab theo thứ tăng dần sau đó sử dụng tính chất chèn cận của tích phân chúng ta chuyển về tổng của tích các tích phân ở các đoạn nhỏ hơn nhưng vì trên mỗi đoạn này thì hiệu số fx trừ gx là có dấu không đổi Do vậy chúng ta có thể chuyển dấu trị đối ra ngoài tích phân Sau đó mỗi tích phân này chúng ta sử dụng khắp tích phân đã biết rồi Để tính cụ thể ra và tính tổng vào Ta sẽ được kết quả của diện tích S Ứng dụng thứ hai của tích phân Đó là ứng dụng để tính thể tích khối tròn xoay Các em chú ý về phần đồ thị của hàm số Phần được tô màu là phần hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị của hàm số y bằng fx trục hoành và hai đường thẳng x bằng a x bằng b khi chúng ta quay hình phẳng d xung quanh trục ox thì sẽ tạo ra một khối tròn xoay và khối tròn xoay này có thể tích được xác định bởi công thức đó là Pi nhân tích phân từ a đến b của f bình x. Để để minh họa cho phần ứng dụng này, chúng ta xét một số ví dụ như sau. Ví dụ số 7. Cho hàm số y bằng f(x) liên tục trên R và có đề thị C là đường cong như hình vẽ bên. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị C, hình phẳng giới hạn bởi đồ thị C à trục hoành và hai đường thẳng x bằng 0 x bằng 2 đó là phần được tô vàng được xịn bởi công thức các em lựa chọn một trong bốn phương án A, B, C, D phương án A tích phân từ 0 đến 1 của fx trừ tích phân từ 1 đến 2 của fx phương B à, trị đối của tích phân từ 0 đến 2 của fx phương C tích phân từ 0 đến 1 của fx cộng tích phân từ 1 đến 2 của fx và phân d tích phân từ 0 đến 2 của fx. Quan sát đồ thị ta thấy như sau. Trên đoạn từ 0 đến 2 thì đồ thị của hàm số fx cắt trục hoành tại điểm hoành độ là 1. Vậy thì khi đó có nghĩa là khi kem xét phương trình fx bằng 0 thì ta tìm được nghiệm x bằng 1 thuộc vào khoảng từ 0 đến 2. Vậy thì chúng ta sử dụng tính chất chèn cận của tích phân. Ta được tích phân từ 0 đến 1 của trị đối x cộng tích phân từ 1 đến 2 của trị đối x. Đến đây, các em phải phá đối trị đối trên mỗi đoạn là đoạn từ 0 đến 1 và đoạn từ 1 đến 2. Như đồ thị ta thấy như sau trên đoạn từ 0 đến 1 thì đồ thị của hàm số F nằm trên trục hoành. Do vậy, giá trị của F là lớn bằng 0. Vậy thì khi đó, tích phần đầu tiên ta phải dấu ra sẽ được là gì đây nhỉ? Biểu thức Fx. Còn trên đoạn từ 1 đến 2, đồ thị của hàm số F nằm bên dưới trục hoành. Do vậy, giá trị của F là gì đây nhỉ? Là nhỏ hơn bằng bằng 0. Vậy thì khi đó, tích phân số 2 ta phá dấu trị đối thì sẽ được là trừ Fx. Vậy thì ta viết tiếp như sau. Tích phân đầu tiên được chuyển về sau khi phá dấu trị đối thì bằng tích phân từ 0 đến 1 của Fx. Tích phân số 2 sau khi phá dấu trị đối ta được trừ tích phân từ 1 đến 2 của Fx. Vậy thì thấy ngay trong ví dụ số 7 này đáp án đúng là đáp án A phân tích một chút nữa về ba phương án B, C và D ta thấy ở phương B đó là đã đưa ngay dấu trị đối ra ngoài tích phân mà trong khi đó Fx là có dấu thay đổi trên đoạn 02 do vậy phương B là sai. Còn phương án C là xác định sai dấu Fx trên đoạn 12. Phương D tích phân từ 02 của Fx ở chỗ này là sai vì thiếu dấu trị đối với x À, trên đây là lời giải của ví dụ số 7. Tiếp theo chuyển sang ví dụ số 8. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số Y bằng X bình cộng X trừ 2, Y bằng X cộng 2 và hai đường thẳng X bằng âm 2, X bằng 3 bằng phương A 5 phần 2, phương B 11, phương án C 13 và phương án D 13 phần 5. Các em có thể thấy nội dung của ví dụ này đã đầy đủ các loại hàm số. Thứ nhất đó là Y bằng Fx, Y bằng Gx và hai đường thẳng kèm theo. Do vậy sử dụng ngay công thức ta được S bằng tích phân từ âm 2 đến 3 của trị đối Fx trừ Gx. Nghĩa là trị đối của x bình cộng x trừ 2 trừ đi x cộng 2. Rút gọn ta được tích phân từ âm 2 đến 3 của trị đối x bình trừ 4. Đến bước này, các em phải xác định xem trên đoạn từ âm 2 đến 3 thì khi đó x bình trừ 4 mang dấu cụ thể như thế nào. Khi đó ta đi xét phương trình x bình trừ 4 bằng 0, ta thì được hai nghiệm của nó. Nghiệm thứ nhất là x bằng âm 2 không thuộc vào khoảng âm 2 đến 3. Nghiệm thứ hai là x bằng 2 thuộc vào khoảng từ âm 2 đến 3. Do vậy, sử dụng tính chất chèn cận của tích phân thì từ tích phân từ âm 2 đến 3 chúng ta chuyển thành hai tích phân. Thứ nhất là tích phân từ âm 2 đến 2 và thứ hai là tích phân từ 2 đến 3. Cụ thể như sau. S được chuyển về tổng của hai tích phân. Tích phân từ âm 2 đến 2 của trị đối bình trừ 4 cộng với tích phân từ 2 đến 3 của trị đối bình trừ 4 đến đây vì biểu thức x bình chữ 4 là có dấu không đổi trên mỗi đoạn do vậy chúng ta có thể chuyển dấu trị đối ra ngoài tích phân bằng tiếp như sau trị đối của tích phân từ âm 2 đến 2 của x bình chữ 4 cộng trị đối của tích phân từ 2 đến 3 của x bình chữ 4 đến đây chúng ta sẽ làm thích kết quả tích phân thứ nhất ta được trị đối của 32/3 Tích phân thứ hai ta được kết quả trị đối của 7 phần 3 Cộng hai số này vào ta được kết quả là 13 Do vậy ở ví dụ 8 này ta chọn đáp án đúng là đáp án C Chuyển sang ví dụ số 9 Đây là một câu trong đề thi chính thức Kỳ thi Trung học quốc gia năm 2017 Đề bài như sau Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong Y bằng Căn bờ 2 của 2 cộng sinh x, trục hoành và các đường thẳng x bằng 0, x bằng pi. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D, quanh trục hoành có thể tích V bằng phần A 2pi bình, phần B 2pi nhân với pi cộng 1, phần C 2pi và phần D 2 nhân pi cộng 1. Áp dụng ngay công thức mà thầy đã nêu ở phần trước, ta có v bằng pi nhân tích phân từ 0 đến pi của căn bờ 2 của 2 cộng sin x tất cả bình phương. Vì khi đó bằng pi nhân tích phân từ 0 đến pi của 2 cộng sin x. Đến đây thì khá đơn giản rồi. Nguyên hàm của 2 thì bằng 2x. Nguyên hàm của sin x thì bằng trừ cốt x. Do vậy, v bằng pi nhân với 2x trừ cốt x tất cả thế cận từ 0 đến pi từ đó ta tính được giá trị là 2pi nhân pi cộng 1. Do vậy, ở ví dụ 9 này, ta chọn đáp án đúng là đáp án B. Các em thân mến, đây là chỉ ví dụ để hình uh, cho việc minh họa các kiến thức cơ bản của hai phần tích phân và ứng dụng của tích phân trong hình học. Đây là các dạng câu hỏi mà trong đề thi là hay xuất hiện. Do vậy, về nhà các em phải chú ân ôn tập theo cấu trúc của 9 ví dụ này. Sau đây là phần ba la mã. Phần bài tập về nhà. Thầy đưa ra 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Cho tích phân từ âm 1 đến 2 của FX là bằng 2. Tích phân từ âm 1 đến 2 của GX bằng âm 1. Hỏi giá trị của tích phân từ âm 1 đến 2 của X cộng 2FX trừ 3GX bằng phương án A 11 phần 2 phương B 17 phần 2 phương C 5 phần 2 và phương D 7 phần 2. Thầy gợi ý qua về câu hỏi này. Câu hỏi này các em hãy sử dụng đến tính chất của tích phân. Các em chuyển về tổng hiệu của 3 tích phân và khi đó các em sẽ tính tích phân cụ thể. Thì sẽ có đáp án đúng trong câu hỏi này. Câu hỏi số 2. Biết y bằng tích phân từ 1 đến 2 dx chia x nhân cân bằng 2 của 1 cộng x của 3. Kết quả cho ở dạng A nhân logarit nepe của 2 cộng với b nhân logarit nepe của căn 2 trừ 1 và cộng với c. Trong đó ABC là các số hữu tỉ. Hỏi giá trị của biểu thức 3A cộng 6B cộng C bằng bao nhiêu? Phương án A âm 5, phương B 1, phương án C 2 và phương án D âm 3. Gợi ý qua ví dụ này, các em hãy dùng pháp đổi biến số. Cụ thể là các em đặt T bằng căn bậc 2 của 1 cộng x 3. Chuyển sang câu hỏi số 3. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x bình và đường thẳng y bằng mx với m khác không. Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương m để diện tích hình phẳng D có giá trị nhỏ hơn 20. Phương A 4, phương B 6, phương C 3 và phương D là 5. Các em thân mến, đây là nội dung ba câu hỏi giúp các em ôn tập tại nhà thầy chúc các em ôn tập tốt xin chào các em